Chỉ riêng về dòng trà Âu Long thôi mà có đến hàng trăm thương hiệu sản xuất và chế biến rồi bán ra thị trường với giá cực kỳ khác nhau, giá có thể chênh lệch nhau đến hàng triệu đồng. Nhưng tất cả đều có chung một hương vị cốt lõi của Âu Long. Bài học ngày hôm nay, trà Âu Long nguyên vị. Với trà Âu Long nguyên vị vẫn là 150ml nước cốt. Để cân bằng vị, sử dụng 30ml đường. Một xúc đá to. Lắc. Rót vào cốc. Đi kèm với một cái ống hút. Ngậy tự nhiên là đặc tính riêng biệt chỉ trà Âu Long mới có. Đi kèm với nó là hương vị tươi mát nhẹ nhàng. Và đó chính là hương vị của dòng trà cao cấp này. Trà Âu Long sữa sẽ được tôi bật mí ở bài học tiếp theo.